Chào các bạn, mình là Dịch Si Lan. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho mọi người một cái chủ đề liên quan tới bệnh lý, đó là viêm loét dạ dày hành tá tràng. Rất là nhiều người trong chúng ta hàng ngày đang phải đau đầu về những bệnh lý như thế này đúng không nhỉ? Nó khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vậy thì có cách nào để giúp cho chúng ta có thể xử lý được cái vấn đề này ngay tại nhà hay không? Thì trong cái video ngày hôm nay, Dược Si Lan sẽ chia sẻ đến cho mọi người để giúp cho mọi người có thể hiểu rõ về cái bệnh lý này và đặc biệt là giúp cho chúng ta có được những cách để chúng ta có thể dự phòng và không mắc phải những bệnh lý như thế này nữa. Và trong trường hợp nếu như mà chúng ta đang bị viêm loét dạ dày hành tá tràng rồi thì sẽ có những cái phương pháp để chúng ta có thể áp dụng ngay tại nhà giúp cho chúng ta cải thiện được cái tình trạng viêm loét dạ dày hành tá tràng này. Đầu tiên chúng ta cần phải hiểu được ở đây đó là gì? Đó là sau khi mà chúng ta nhai, chúng ta nuốt thức ăn thì cái thức ăn đó nó sẽ được đưa xuống bên dưới dạ dày. Và tại cái dạ dày của chúng ta thì nó sẽ tiết ra cái dịch được gọi là dịch vị hay là cái dịch axit dạ dày. Và cái dịch đó nó sẽ giúp cho chúng ta là tiêu hóa những cái thức ăn mà chúng ta ăn vào. Bình thường có thể là chúng ta ăn thịt, chúng ta ăn cá, ăn rau hay ăn bất kỳ một cái loại thực phẩm nào khác. Nhưng mà khi mà nó được đưa đến dạ dày thì tại dạ dày của chúng ta, cái dịch axit dạ dày nó sẽ tiêu những cái loại thực phẩm đó trước khi mà nó được đưa xuống bên dưới ruột non. Tức là cái dịch axit dạ dày nó sẽ ăn mòn những cái loại thực phẩm đó. Nên là nếu như mà cái dịch axit dạ dày mà nó đi vào các cái cơ quan khác bên trong cơ thể của chúng ta thì rất có thể nó cũng sẽ bị ăn mòn. Rất may là cơ thể của chúng ta thì nó có cái cấu tạo vô cùng hoàn hảo. Tức là ở cái thành dạ dày của chúng ta nó sẽ có một cái dịch được gọi là cái dịch màng nhầy. Đấy, cái lớp màng nhầy. Và chính cái dịch màng nhầy này nó có cái khả năng đó là nó ngăn chặn không cho cái axit dạ dày, cái dịch axit dạ dày nó ăn mòn cái thành dạ dày của chúng ta. Mọi người cứ hình dung như này, nếu như mà cái dịch axit dạ dày nó đi ra khỏi cái vùng dạ dày của chúng ta, chẳng hạn như là chúng ta có một cái bệnh lý được gọi đó là trào ngược dạ dày thực quản đúng không nhỉ? Thì cái bệnh lý này nó gây ra đó là do cái dịch axit dạ dày của chúng ta nó bị trào ngược lên trên thực quản. Và tại thực quản thì nó lại không có cái lớp màng nhầy bảo vệ giống như kiểu là ở cái thành dạ dày của chúng ta, nên là cái chỗ thực quản đó của chúng ta nó sẽ bị ăn mòn. Thế thì cái bệnh lý viêm loét dạ dày hành tá tràng của chúng ta thì cái nguyên nhân ở đây đó là gì? Đó là do cái màng nhầy của chúng ta nó bị tổn thương và nó không còn cái khả năng bảo vệ nữa, dẫn tới đó là khi mà cái dịch axit dạ dày nó tiết ra thì không còn cái lớp màng nhầy bảo vệ nữa thì nó sẽ ăn mòn cái thành dạ dày. Và đây chính là cái cơ chế nó dẫn tới bệnh lý viêm loét dạ dày hành tá tràng của chúng ta. Ở đây khi mà chúng ta đã hiểu được cái cơ chế nó như thế rồi thì cái cách điều trị của chúng ta sẽ đánh vào đúng hai cái cơ chế đó. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ bảo vệ cái thành dạ dày của chúng ta bằng cái lớp dịch màng nhầy. Và cái thứ hai đó là chúng ta sẽ là hạn chế cái việc tiết dịch axit ra. Cái thành dạ dày nó bắt đầu nó bị ăn mòn thì lúc đầu có thể nó chỉ là một cái phản ứng viêm không thôi. Và có thể là chúng ta có một số những triệu chứng, chẳng hạn như là đau rát hay là nóng rát ở cái vùng thượng vị của chúng ta, nó chính là cái vùng dạ dày của chúng ta đấy. Và nếu như mà chúng ta để lâu ngày, cái phản ứng viêm để lâu ngày và cái mức độ tổn thương nó nặng hơn thì có thể dẫn tới tình trạng đó là bị xuất huyết. Và tức là cái tình trạng này có nghĩa là cái mức độ ăn mòn nó tổn thương nó sâu hơn thì dẫn tới tình trạng đó là chúng ta sẽ bị chảy máu. Thực ra là khi mà mới có cái phản ứng viêm thì chúng ta cũng có thể cảm nhận thấy một số các cái triệu chứng, chẳng hạn như là chúng ta ăn nhanh no hơn, chúng ta cảm thấy khó tiêu này, buồn nôn hay là nôn này. Và khi mà đã xuất hiện những vấn đề liên quan tới xuất huyết của dạ dày rồi, tức là lúc này cái mức độ ăn mòn tổn thương nó đã lớn rồi thì chúng ta có thể dẫn tới tình trạng đó là bị chảy máu. Có thể là chúng ta sẽ nôn ra máu hay là chúng ta cũng có thể là đi ngoài ra phân màu đen. Thì tức là ở đây khi mà cái máu của chúng ta nó đi qua cái phần ruột và chúng ta thải ra bên ngoài thì cái máu nó sẽ chuyển qua màu đen. Và các bạn quan sát có thể thấy là nó giống như kiểu là cái bã cà phê ấy. Và đây chính là một trong số những triệu chứng mà có thể cho thấy là cái thành dạ dày của chúng ta nó đang bị ăn mòn hay là nó đang bị tổn thương, thì nó sẽ xảy ra những triệu chứng như vậy. Tiếp theo thì cũng có thể là gây thủng dạ dày. Và trong trường hợp mà chúng ta bị thủng dạ dày thì cần phải đi cấp cứu ngay để người ta là khâu lại cái phần dạ dày bị thủng đó. Và nó cũng có thể gây ra tình trạng đó là loạn sản ở vùng dạ dày đấy. Và tức là cái phản ứng viêm của chúng ta như thế thì nó sẽ gây ra cái sự tổn thương ở vùng dạ dày và dẫn tới tình trạng là chúng ta dễ bị ung thư dạ dày hơn. Và đó chính là cái cơ chế mà dẫn tới tình trạng ung thư dạ dày của chúng ta. Thế thì cái nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng là chúng ta bị viêm loét dạ dày? Và chúng ta cần phải hiểu rõ được cái nguyên nhân thì chúng ta mới có những cách để chúng ta dự phòng được. Thường thì sẽ có hai cái nguyên nhân chính nó dẫn tới tình trạng là chúng ta bị viêm loét dạ dày. Cái nguyên nhân đầu tiên mà rất là nhiều người trong chúng ta gặp phải đó chính là do chúng ta bị nhiễm cái con vi khuẩn HP. Rất là nhiều người trong chúng ta khi mà chúng ta đi khám, chúng ta nội soi hay là chúng ta làm cái bài test thì được chẩn đoán là chúng ta nhiễm cái con vi khuẩn HP đúng không nhỉ?
Và chính cái con vi khuẩn HP đó thì khi mà nó xâm nhập vào bên trong dạ dày của chúng ta thì nó sẽ làm loãng cái lớp màng nhầy bảo vệ cái thành dạ dày, tức là nó làm loãng cái hàng rào bảo vệ cái thành dạ dày của chúng ta ra. Và khi mà cái màng nhầy nó bị loãng ra như vậy thì cái khả năng bảo vệ nó sẽ kém đi, và lúc này cái dịch axit dạ dày nó sẽ dễ dàng nó ăn mòn cái thành dạ dày của chúng ta. Và cái thứ hai nữa đó là gì? Đó là cái con vi khuẩn HP này nó còn có một cái khả năng nữa, đó là nó tiết ra cái độc tố. Và chính cái độc tố đó thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng viêm tại thành dạ dày của chúng ta. Và đấy chính là cái cách mà cái con vi khuẩn HP nó gây nên tình trạng viêm loét dạ dày cho chúng ta. Thì đấy chính là cái nguyên nhân đầu tiên, là do chúng ta bị nhiễm cái con vi khuẩn HP và nó gây nên tình trạng viêm loét dạ dày. Từ đó thì lát nữa chúng ta sẽ có những cách để chúng ta có thể dự phòng được. Tiếp theo là cái nguyên nhân số 2, nó cũng có thể gây lên tình trạng viêm loét dạ dày của chúng ta, đó là do chúng ta sử dụng một số các loại thuốc. Và thường thì khi mà chúng ta đi khám bệnh, bất kể một cái bệnh gì, thì bác sĩ thường hỏi chúng ta một câu hỏi, đó là có bị viêm loét dạ dày không, đúng nhỉ? Bởi vì có một số các nhóm thuốc thì nó có thể là gây ảnh hưởng tới dạ dày của chúng ta và gây lên tình trạng đó là viêm loét dạ dày. Chẳng hạn như là cái nhóm thuốc không steroid, hay còn gọi đó là cái nhóm thuốc NSAID. Thì cái nhóm thuốc này thì thường sử dụng trong một số những trường hợp bệnh lý, chẳng hạn như là chúng ta dùng để hạ sốt này, dùng trong trường hợp chúng ta bị viêm này, hay là trong trường hợp mà chúng ta bị đau bụng rồi bị viêm khớp này. Và khi mà chúng ta có những bệnh lý như vậy thì có thể là chúng ta chuyển sang sử dụng một cái nhóm thuốc khác mà nó không ảnh hưởng tới dạ dày, hoặc là bác sĩ có thể là kê cho chúng ta thêm một cái thuốc kèm theo nữa, đó là cái thuốc giảm tiết dịch vị hay là giảm tiết dịch axit trong dạ dày đấy. Thì nó sẽ giúp bảo vệ cái thành dạ dày của chúng ta nó không bị ăn mòn. Thì đấy chính là cái nguyên nhân thứ hai mà nó dẫn tới tình trạng là chúng ta bị viêm loét dạ dày, đó là việc là chúng ta sử dụng một cái nhóm thuốc, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đã hiểu được những nguyên nhân và những cơ chế dẫn tới viêm loét dạ dày là gì rồi, thì lúc này chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể bảo vệ hay là dự phòng để chúng ta không mắc phải cái bệnh lý về viêm loét dạ dày nữa? Hoặc là trong trường hợp nếu như mà chúng ta đang bị viêm loét dạ dày rồi thì chúng ta cần phải làm gì để giảm nhẹ được cái triệu chứng và đặc biệt là giúp cho chúng ta là điều trị nhanh khỏi hơn? Thì ở đây nó sẽ có hai cái cơ chế trong việc điều trị mà có thể là chúng ta học thuộc và chúng ta sẽ áp dụng luôn. Cái cơ chế đầu tiên đó chính là bảo vệ cái niêm mạc dạ dày, hay chính là bảo vệ cái lớp màng nhầy của cái thành dạ dày đấy. Thì khi mà cái lớp màng nhầy đấy nó tốt thì nó sẽ ngăn không cho cái axit dạ dày nó ăn mòn cái thành dạ dày của chúng ta nữa. Và cái cơ chế thứ hai đó là nếu như mà chẳng may mà cái lớp màng nhầy của chúng ta nó đang bị tổn thương rồi thì lúc này chúng ta cần phải làm sao để giảm tiết cái axit dạ dày, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là đỡ được cái tình trạng đi. Bởi vì khi mà cái dịch axit nó tiết ra nhiều, cái nồng độ nó đậm đặc, nó cao, thì lúc đó cái mức độ tổn thương nó sẽ càng lớn. Nên là cái cơ chế thứ hai ở đây đó là gì? Đó là chúng ta cần phải giảm tiết cái axit dịch dạ dày đó đi, cái dịch axit dạ dày đó đi. Cái cơ chế đầu tiên nó liên quan tới việc đó là bảo vệ cái niêm mạc dạ dày của chúng ta, hay là bảo vệ cái lớp màng nhầy, bảo vệ cái thành dạ dày của chúng ta. Thì cái việc mà chúng ta cần phải làm ở đây đó là chúng ta tránh hay là hạn chế sử dụng các cái nhóm thuốc, chẳng hạn như là nhóm thuốc chống viêm không steroid hay là cái nhóm thuốc NSAID ấy. Thì khi mà chúng ta đi khám bệnh thì hãy nói với bác sĩ về cái tiền sử bệnh viêm loét dạ dày của chúng ta, để khi mà bác sĩ kê đơn thì có thể là bác sĩ sẽ loại cái nhóm thuốc đó ra hoặc là thay thế bằng một cái nhóm thuốc khác để chúng ta có thể là sử dụng và bảo vệ dạ dày của chúng ta nó không bị tổn thương. Thứ hai nữa là gì? Đó chính là cái nguyên nhân dẫn tới tình trạng màng nhầy của chúng ta nó bị tổn thương do nhiễm bởi con vi khuẩn HP, đúng không nhỉ? Và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta bị nhiễm bởi con vi khuẩn HP đó thì cái việc điều trị nó sẽ liên quan tới việc là chúng ta phải tiêu diệt cái con vi khuẩn HP đó đi. Và trước khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta cần phải chắc chắn được là chúng ta có đang nhiễm bởi con vi khuẩn HP này hay không. Thì chúng ta cần phải là chúng ta đi khám, và khi mà đi khám thì các bác sĩ có thể là chỉ định cho chúng ta test đấy, có một cái test để chúng ta có thể là test hơi thở xem là chúng ta có nhiễm bởi con vi khuẩn HP đó hay không, hay là cũng có thể là bác sĩ cho chúng ta nội soi để xem là cái mức độ tổn thương của chúng ta hiện tại nó đang như thế nào. Nếu như mà chúng ta phát hiện ra là đúng là do chúng ta nhiễm cái con vi khuẩn HP đó và nó dẫn tới tình trạng là viêm loét dạ dày của chúng ta, thì sẽ có những cái nhóm thuốc để điều trị và tiêu diệt cái con vi khuẩn HP đó đi. Thì cái này cần phải có cái sự kê đơn của bác sĩ. Còn trong cái trường hợp tại nhà thì chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ cái niêm mạc dạ dày của chúng ta nó không bị tổn thương? Thì đây cũng là một cái mà có rất là nhiều người quan tâm, đúng không nhỉ? Cái việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải đi khám và chúng ta điều trị rồi. Tuy nhiên thì để cho cái tình trạng này nó không bị tái diễn nữa, nó không diễn ra nữa, thì chúng ta cần phải có những cách để chúng ta dự phòng.
Và trong trường hợp nếu như mà chúng ta dự phòng, không thể là chúng ta uống thuốc mãi được, như vậy nó cũng sẽ không tốt. Và trong trường hợp dự phòng như vậy thì chúng ta sẽ cần là sử dụng một số những cái loại để chúng ta uống này, để chúng ta ăn này, để nó bảo vệ cái niêm mạc dạ dày của chúng ta. Và sẽ có một số các loại thực phẩm mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để giúp ngăn chặn được cái quá trình phát triển của con vi khuẩn HP đó, mà chúng ta có thể sử dụng ngay tại nhà. Cái thực phẩm đầu tiên mà mọi người có thể sử dụng ở đây đó chính là cái chè dây. Chè dây thì mọi người có thể là lên Google, mọi người search là chè dây thì nó sẽ ra rất là nhiều. Và cái giá của chè dây nó khá là rẻ, nên là mọi người có thể là chúng ta mua về và chúng ta hãm nước, chúng ta uống hàng ngày, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là ngăn chặn được cái sự phát triển của con vi khuẩn HP. Và cái chè dây này thì nó đã có những bằng chứng, những cái cơ sở khoa học rồi, nên là chúng ta có thể là chúng ta sử dụng. Ở đây thì Dược Sĩ Lan không bán cái chè dây đấy nha mọi người, Dược Sĩ Lan không bán. Nên là mọi người có thể là mọi người tìm mua ở đâu cũng được. Sau đó thì mọi người về chúng ta hãm nước, chúng ta uống hàng ngày thì nó rất là tốt. Đặc biệt là đối với những người mà chúng ta đang có những vấn đề về viêm loét dạ dày, thì nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được cái sự phát triển của vi khuẩn HP. Và đồng thời nó cũng giúp bảo vệ cái niêm mạc dạ dày, hay là cái màng nhầy bảo vệ cái thành dạ dày của chúng ta. Cái thực phẩm thứ hai mà cũng rất là nhiều người trong chúng ta hiện nay chúng ta đang sử dụng, đó chính là cái tinh bột nghệ. Thì cái tinh bột nghệ này thì người ta đã có những cái nghiên cứu, đó là trong cái thành phần của tinh bột nghệ nó sẽ có chứa một chất đó là curcumin. Và chính cái chất curcumin này nó sẽ giúp cho chúng ta là ngăn chặn được cái sự phát triển của vi khuẩn HP, dẫn tới tình trạng là viêm loét dạ dày hành tá tràng của chúng ta. Và chúng ta có thể là chúng ta ăn cái tinh bột nghệ hàng ngày bằng cách đó là chúng ta trộn tinh bột nghệ cùng với mật ong để chúng ta ăn. Hoặc là chúng ta cũng có thể là chúng ta pha cái tinh bột nghệ ra chúng ta uống. Rồi trong trường hợp chúng ta cũng có thể là sử dụng một số những cái loại viên nang mà nó chiết xuất từ cái tinh bột nghệ, chúng ta đều có thể là chúng ta sử dụng được. Và mọi người nên nhớ đây, đó là chúng ta sử dụng cái tinh bột nghệ chứ không phải là bột nghệ nha mọi người. Mọi người cần phải nhớ cái chỗ đấy. Bởi vì cái bột nghệ thì cái quá trình sản xuất nó sẽ khác so với tinh bột nghệ. Bột nghệ thì đơn giản người ta chỉ là người ta phơi khô cái nghệ, sau đó thì người ta xay ra thì nó thành cái bột nghệ. Còn cái tinh bột nghệ thì người ta sẽ phải là người ta xay, sau đó người ta lọc và người ta mới lấy được cái tinh bột nghệ đó. Và cái mà chúng ta sử dụng ở đây mà nó đem lại cái hiệu quả cho chúng ta thì nó sẽ là cái tinh bột nghệ nha mọi người. Bởi vì một số những trường hợp mà chúng ta sử dụng cái bột nghệ ấy, thì trong đó là còn nguyên những cái chất xơ và những cái dầu ở bên trong củ nghệ, nên khi mà chúng ta uống vào thì nhiều khi đó là nó dẫn tới tình trạng đó là lắng đọng ở dạ dày và một số trường hợp chúng ta bị tắc ruột. Thì ở đây chúng ta phải nhớ đó là chúng ta sử dụng cái tinh bột nghệ thì nó sẽ tốt hơn nha mọi người. Thì đấy chính là cái thực phẩm số 2 mà chúng ta có thể sử dụng, đó chính là cái tinh bột nghệ để giúp giảm tình trạng đó là viêm loét dạ dày cho chúng ta và bảo vệ cái dạ dày của chúng ta. Ngoài ra thì trong cái tinh bột nghệ nó cũng rất là giàu những chất chống oxy hóa, nên là chúng ta sử dụng hàng ngày nó rất là tốt. Cái loại thực phẩm số 3 nữa đó là gì? Đó chính là một trong số những cái loại hoa quả trái cây của chúng ta, đó chính là quả chuối. Nó rất là quen thuộc đối với chúng ta đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó để bảo vệ cái dạ dày của chúng ta. Thì đấy chính là những cái thực phẩm mà chúng ta có thể là chúng ta sử dụng để bảo vệ cái màng nhầy thành dạ dày của chúng ta nó tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ có là gì ạ? Đó là đầu tiên, nếu như mà chúng ta sử dụng các cái loại thuốc thì nên tránh cái nhóm thuốc không steroid ra. Và cái thứ hai đó là nếu như mà chúng ta đang bị nhiễm bởi con vi khuẩn HP rồi thì chúng ta cần phải là điều trị tiêu diệt cái con vi khuẩn HP đó theo đơn của bác sĩ. Và cái thứ ba đó là cái cách để chúng ta có thể xử lý tại nhà để bảo vệ cái niêm mạc dạ dày của chúng ta, bảo vệ cái màng nhầy, bảo vệ cái thành dạ dày của chúng ta bằng cách đó là chúng ta sử dụng một số những cái thực phẩm, chẳng hạn như là chè dây, tinh bột nghệ, hay là cũng có thể là ăn quả chuối hàng ngày. Thì đấy là cái nhóm đầu tiên mà chúng ta có thể là chúng ta có ba cái việc mà chúng ta có thể làm để bảo vệ cái niêm mạc dạ dày của chúng ta đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là cái thứ tư. Cái thứ tư này thì nó sẽ thuộc vào cái nhóm thứ hai của chúng ta. Dược Sĩ Lan sẽ nhắc lại cho chúng ta dễ nhớ hơn. Cái nhóm đầu tiên sẽ là cái nhóm để bảo vệ dạ dày của chúng ta, Dược Sĩ Lan vừa trình bày cho mọi người rồi. Và tiếp theo ở đây Dược Sĩ Lan sẽ trình bày cho mọi người, đó chính là cái nhóm thứ hai, đó là ngăn chặn cái khả năng tiết dịch axit của dạ dày. Và khi mà chúng ta hạn chế được cái khả năng tiết dịch axit của dạ dày đi thì cái thành dạ dày của chúng ta nó sẽ không bị ăn mòn nữa, kể cả là cái màng nhầy của chúng ta nó có bị tổn thương đi nữa thì khi mà cái dịch axit dạ dày nó không tiết ra nhiều nữa thì nó cũng sẽ không ăn mòn cái thành dạ dày của chúng ta. Và đấy chính là một trong số những cái cơ chế trong việc mà chúng ta giúp là điều trị cái tình trạng viêm loét dạ dày. Và khi mà chúng ta đi khám chẳng hạn thì bác sĩ cũng có thể là kê thêm cho chúng ta một cái loại thuốc để ức chế cái khả năng tiết dịch axit của dạ dày. Thế thì ở đây sẽ có một số những việc mà chúng ta có thể là chúng ta làm để giúp làm giảm hay là ngăn chặn cái khả năng tiết dịch axit dạ dày cho chúng ta.
Thứ nhất đó là chúng ta cần phải hạn chế một số những loại thực phẩm mà nó có khả năng đó là kích thích cái vùng dạ dày của chúng ta, chẳng hạn như là các cái loại đồ ăn cay nóng. Thì ở đây chúng ta đã nghe rất là nhiều rồi đúng không nhỉ? Các cái đồ ăn cay nóng thì nó có thể bao gồm là ớt, tiêu và một số các loại gia vị khác, và trong đó cũng có thể là rượu. Rượu nó cũng có thể là một trong số những loại mà nó có khả năng là kích thích cái dạ dày của chúng ta, nên là chúng ta cần phải là tránh những cái loại thực phẩm này ra. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta nên ăn đúng giờ. Bởi vì khi mà chúng ta ăn đúng giờ, chẳng hạn sáng, trưa, tối chúng ta cứ ăn đều đúng giờ như vậy, thì cái dạ dày của chúng ta nó sẽ tiết dịch vào đúng những cái giờ như vậy, để nó giúp cho chúng ta là tiêu hóa những cái thức ăn mà chúng ta ăn vào. Và khi mà chúng ta ăn không đúng giờ, chẳng hạn ví dụ như là hôm nay chúng ta ăn 6 giờ tối, ngày mai chúng ta ăn 9 giờ tối, thì dẫn tới đó là cái sự tiết dịch của dạ dày nó sẽ bị rối loạn đi, nó không theo một cái quy chuẩn nào cả. Ví dụ như là đúng ra chúng ta sẽ tiết cái dịch axit vào lúc 6 giờ chẳng hạn, nhưng bây giờ 9 giờ nó mới tiết cái dịch axit ra, và dẫn tới là khi mà nó tiết cái dịch axit ra là dạ dày của chúng ta đang trống. Có phải là khi mà nó tiết cái dịch axit ra, nếu như mà vào lúc là chúng ta đang ăn thì nó sẽ hòa quyện cùng với thức ăn của chúng ta, và nó sẽ làm loãng cái nồng độ axit đó ra, thì nó sẽ không ảnh hưởng tới dạ dày của chúng ta đúng không ạ? Và trong trường hợp nếu như mà chúng ta lại tiết ra cái lúc mà dạ dày của chúng ta đang trống, thì lúc đó cái nồng độ axit nó sẽ đậm đặc, thì nó sẽ làm bào mòn cái thành dạ dày của chúng ta đi, thì nó sẽ không tốt và nó dẫn tới tình trạng là chúng ta bị viêm loét dạ dày. Đấy, cái thói quen ăn uống nó sẽ rất là quan trọng, nên là chúng ta cố gắng chúng ta tạo ra một cái thói quen ăn uống hàng ngày nó đúng giờ thì sẽ rất là tốt cho dạ dày. Thứ ba nữa là gì? Đó chính là cái vấn đề liên quan tới sự căng thẳng stress của chúng ta hàng ngày. Các bạn có thể thấy là toàn là các ông giám đốc rồi phó giám đốc, các ông sếp là thường hay bị viêm loét dạ dày hành tá tràng đúng nhỉ? Tại vì hàng ngày người ta rất phải đau đầu và bị căng thẳng stress quá nhiều, dẫn tới là cái dịch axit nó tiết ra nhiều. Đấy, nên là người ta dễ bị những vấn đề liên quan tới viêm loét dạ dày hành tá tràng. Thì đấy chính là một trong số những cái lưu ý mà chúng ta cần phải là chú ý trong việc là chúng ta điều trị viêm loét dạ dày. Chúng ta sẽ có tiếp theo đó là gì? Đó là những cái mà chúng ta có thể là áp dụng tại nhà đúng không nhỉ? Ở đây sẽ có một số cái là chúng ta cần phải đi bác sĩ để bác sĩ tư vấn, nhưng có một số cái chúng ta có thể là chúng ta áp dụng ngay tại nhà được. Thế thì ở đây cái cuối cùng mà dịch sĩ Lan muốn nhắc nhở cho mọi người chúng ta, đó là nếu như mà chúng ta có những cái bệnh lý như thế thì tốt nhất là chúng ta lên đi điều trị. Điều trị ở đây thì bác sĩ có thể là cho chúng ta sử dụng những cái thuốc để điều trị, để tiêu diệt cái con vi khuẩn HP, hoặc là cũng có thể là cho chúng ta sử dụng một số các loại thuốc để hạn chế cái sự tiết dịch của axit dạ dày đi. Và chúng ta có thể là chúng ta sử dụng, nhưng mà cần phải lưu ý đó là sử dụng đúng và đủ theo cái phác đồ mà bác sĩ đã kê cho chúng ta. Chứ không phải là một số người khi mà chúng ta thấy là bây giờ sử dụng cái thuốc này nó đã giảm rồi, nó đã giảm nhẹ triệu chứng rồi, thì lúc đó chúng ta bắt đầu chúng ta dừng. Đấy, như vậy thì sau này chúng ta sẽ rất dễ là chúng ta bị tái lại và nó sẽ nặng hơn. Vì vậy chúng ta cần phải sử dụng đúng và đủ theo cái phác đồ mà bác sĩ đã kê cho chúng ta. Thế thì đó chính là một số những chia sẻ của dịch sĩ Lan trong cái video ngày hôm nay. Và dịch sĩ Lan sẽ nhắc lại để cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái cơ chế trong việc mà chúng ta điều trị cái tình trạng liên quan tới viêm loét dạ dày hành tá tràng. Cái cơ chế đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ bảo vệ cái niêm mạc dạ dày, hay là cái màng nhầy bảo vệ cái thành dạ dày của chúng ta đấy. Và cái thứ hai đó chính là chúng ta sẽ ức chế cái khả năng tiết dịch axit dạ dày. Thì đấy chính là hai cái cơ chế chính trong việc đó là chúng ta sẽ bảo vệ cái dạ dày và tránh những tình trạng liên quan tới viêm loét dạ dày hành tá tràng. Ở đây sẽ có một số những điều nữa mà chúng ta có thể là chúng ta ghi nhớ. Thì đầu tiên đó là chúng ta có thể sử dụng một số những loại thực phẩm, chẳng hạn như là chè dây, tinh bột nghệ, hay là chúng ta ăn chuối hàng ngày. Thì đây đều là những loại thực phẩm mà nó giúp cho chúng ta bảo vệ cái màng nhầy, cái thành dạ dày của chúng ta nó tốt hơn. Bên cạnh đó thì cũng có một số cái mà chúng ta cần phải tránh. Cái đầu tiên đó chính là chúng ta hạn chế ăn những đồ ăn cay nóng, chẳng hạn như ớt, tiêu, một số các loại gia vị mà nó gây kích thích dạ dày cho chúng ta, hay là một số những loại như là rượu này, cà phê, thuốc lá, nó cũng đều là những thứ mà nó có thể gây kích thích cái dạ dày của chúng ta, nó tiết ra nhiều cái dịch axit hơn. Và bên cạnh đó, cái thứ hai mà chúng ta cũng cần phải tránh nữa đó chính là tránh cái tình trạng là chúng ta ăn lung tung, cái giờ chúng ta ăn nó lung tung. Đấy, chúng ta nên tạo cho mình một cái thói quen ăn uống nó đúng giờ, thì như vậy nó sẽ hạn chế được cái việc là tiết cái dịch axit dạ dày vào lúc mà dạ dày của chúng ta đang trống và nó ảnh hưởng tới cái thành dạ dày của chúng ta. Và rất là nhiều người khi mà chúng ta có cái công việc bận rộn thì chúng ta thường bị viêm loét dạ dày hành tá tràng là do cái nguyên nhân này đúng nhỉ? Và cái cuối cùng, cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải hạn chế những vấn đề liên quan tới căng thẳng stress.
Và ở đây sẽ có một số những vấn đề mà chúng ta cần phải có cái sự tư vấn của bác sĩ. Thì cái này mọi người cần phải là chúng ta đi khám. Thì trong cái góc độ video ngày hôm nay thì dược sĩ Lan sẽ không chia sẻ sâu về cái vấn đề điều trị, cái vấn đề dùng thuốc. Bởi vì khi mà liên quan tới vấn đề điều trị sâu thì chúng ta cần phải đi thăm khám. Bởi vì nó còn rất là nhiều những vấn đề kèm theo khác nữa. Nên là trong video ngày hôm nay thì dược sĩ Lan chủ yếu sẽ nói về vấn đề đó là dự phòng và những cách chúng ta có thể làm tại nhà để bảo vệ cái dạ dày của chúng ta thôi. Ok, nếu như mà các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì, đừng ngại bình luận xuống bên dưới. Thì dược sĩ Lan sẽ làm một cái video tương tự để giải đáp tất cả những thắc mắc cho mọi người, để giúp cho chúng ta có được những cái hiểu biết về những cái bệnh mà mình đang mắc phải, và đặc biệt là giúp cho chúng ta có những cách để chúng ta có thể khắc phục được nó ngay tại nhà của mình. Hy vọng là sau khi mà xem xong những video như thế này thì sẽ giúp cho các bạn là có thêm được những kiến thức để bảo vệ cái dạ dày của mình tốt hơn, giúp cho cái sức khỏe của mình ngày càng trở lên tốt hơn. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye! Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dược sĩ Lan ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các cái video tiếp theo, các bạn có thể đăng ký kênh của Dược sĩ Lan ở hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể xem các cái video khác của Dược sĩ Lan ở phía bên tay trái và phía bên tay phải. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.